Giá lúa gạo hôm nay mùng 6 tháng 2 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Hiện giá gạo nguyên liệu, thành phẩm ở mức 9.600-9.700 đồng trên kg, gạo thành phẩm 10.610.70 đồng trên kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm đi ngang. Hiện giá cám khô ở mức 8.650 đồng trên kg, giá tấm ở mức 9.600 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, giá giảm nhẹ ở một số chủng loại. Cụ thể, tại An Giang, hiện lúa OM 5.451, 6.600, 6.800 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Đài Thơm 8, 6.800, 7.000 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg. Nàng Hoa 9, 6.900, 7.100 đồng trên kg, giảm 100 đồng trên kg. Với các chủng loại khác, giá đi ngang. Cụ thể, OM 18 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 6.800, 6.900 đồng trên kg, nếp khô Long An 9.000, 9.200 đồng trên kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400, 8.600 đồng trên kg, lúa Nhật 7.800, 7.900 đồng trên kg, lúa IR 504 ở mức 6.200, 6.300 đồng trên kg, nàng Hoa 9, 6.600, 6.800 đồng trên kg, lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng trên kg. Nếp Tây An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 7.000-7.200 đồng trên kg. Nếp Long An Tây 7.858.000 đồng trên kg tại chợ lẻ. Giá gạo thường 11.500 đồng trên kg, 12.500 đồng trên kg. Gạo thơm Jasmine 15.000, 16.000 đồng trên kg. Gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg. Nếp ruột 14.000, 15.000 đồng trên kg. Gạo nàng nghen 20.000 đồng trên kg. Gạo thơm thái hạt dài 18.000, 19.000 đồng trên kg. Gạo hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 17.500 đồng trên kg, sóc thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, cám 7.000-8.000 đồng trên kg. Thân ái chào bà con.